Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ bước đến bài cuối cùng của chương 8, đó là bài ôn tập. Thì các bạn và cô sẽ cùng nhìn vào phần đầu tiên, đó là phần listening. Listening. Listen and tick the box. Look at the pictures. Chúng ta Listen. Sẽ có... There is one example. What capital has Nick visited? Hello, Nick. Have you ever been to Paris? No, I haven't. How about Cairo? Have you ever been to Cairo? Yes, I have. I went there last summer. How was it? It was great. The pyramids were really big. Can you see the tick? This is an example. Now listen and tick the box. Tại vì câu đầu tiên người ta đã cho mình câu hỏi là What capital city has Nick visited? Đúng không? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời là Cairo in Egypt. Chúng ta có câu thứ nhất. Cô sẽ và các bạn sẽ phân tích cái từ mới nhá, và cái cấu trúc câu nhá. Chúng ta có câu thứ nhất ở đây là What country has Tom visited? Đất nước nào mà Tom đã đến? Ok, chúng ta có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất chúng mình là Australia, Singapore và the USA. Thứ hai, chúng ta lại có câu hỏi về thủ đô mà Mary đã đến thăm, đúng không? What capital city has Mary visited? Capital city has Mary visited? Ok. Thứ ba, chúng ta lại có Ben đã làm gì? Trước đấy thì Ben đã nhìn thấy gì, đúng không? What has Ben seen before? What has Ben seen before? Câu 4, chúng ta có What place has John been to? John đã đến đâu? Chúng ta có 3 cái choice cho mình, đó là Grand Canyon, Hạ Long Bay và Liz Castle. Ok, vậy thì 4 câu này cô đã phân tích cho các bạn rồi. Việc của chúng ta sẽ là nghe thôi, đúng không? Rất là dễ mà, đúng không nào? Vậy thì cô và các bạn chuyển sang phần tiếp theo nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần đọc và phần viết. Thì ở đây đề bài người ta yêu cầu mình là gì? Thứ nhất là read the story. Write some words to complete the sentences about the story. Viết một vài từ để hoàn thành về cái câu chuyện này. Và bạn có thể sử dụng 1, 2 và 3 words. Chúng ta có maximum của chúng ta sẽ chỉ có 3 từ thôi. Vậy nên là các bạn không được viết 4 từ đâu nhá. Chúng ta sẽ phải viết làm sao cho nó vừa đủ ý và vừa đủ chữ nhá. Không được viết quá chữ nhá. Ok, vậy thì trước khi đọc bài luôn luôn như vậy, cô và các bạn sẽ cùng phân tích câu hỏi. Chúng ta có example của mình là Jane and her family went on holiday last summer. Câu 2, chúng ta có in Cairo. Keyword này, Cairo này. Jane's family visited of Asia. Câu 3, chúng ta có went sightseeing for the week. Câu 4 thì chúng mình lại có là bought a scarf from somewhere, đúng không? Chúng ta có là thứ 5, chúng ta sẽ có là Jane's father. Rồi, Beijing, something from Beijing. Rồi, vậy thì đã phân tích xong thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng đọc nhá. A family holiday last summer, mùa hè năm ngoái, đúng không? Jane went on a holiday with her family. They visited lots of places. Họ đã đi thăm rất là nhiều nơi, đúng không? Đầu tiên, first, they went to the UK to see Big Ben, a big clock tower. Họ đã đi đến Anh để nhìn thấy cái Big Ben, cái tháp đồng hồ rất là lớn, đúng không nào? First, they went to the UK to see Big Ben, a big clock tower. Then, sau đó, they went to Egypt to see the Great Pyramids of Giza. Sau đó thì họ đến Egypt để xem cái kim tự tháp Great của Giza, đúng không? Sau đó thì họ lại traveled to Thailand and went sightseeing in Bangkok for a week. Sau đó thì họ lại đến Thái Lan và đi ngắm cảnh ở Bangkok một tuần. After that, they traveled to Thailand and went sightseeing in Bangkok for a week. Cuối cùng, chúng ta lại có từ finally. They went to China to visit the capital city, Beijing. Họ đến Trung Quốc để thăm cái thủ đô của Trung Quốc là Bắc Kinh, đúng không? They bought lots of gifts for their friends. Họ mua rất là nhiều quà cho bạn bè của họ. Jane bought a yellow mug from the UK. Jane's mother bought a lovely scarf from the Cairo.
Mẹ của Jane thì mua một cái khăn rất là dễ thương ở Cairo, và Jane's father bought 2 key rings from Beijing. Rồi, vậy thì chúng ta có những lưu ý gì? Thứ nhất là những cái từ này. Cái bài Family Holiday này đã miêu tả những cái hành động xảy ra trong quá khứ rồi, đúng không? Vậy nên chúng ta nhìn vào thì của chúng ta sẽ ở đây sẽ có là thì quá khứ này. Chúng ta có thể nhìn thấy dấu hiệu nhận biết của mình sẽ là summer, đúng không? Chúng ta có những cái động từ chia thì quá khứ như là went, visited. Chúng ta có là when, chúng ta có một cái nữa cô sẽ lưu ý cho các bạn, đó là khi mà chúng ta kể về trình tự đầu tiên, sau đó cuối cùng mình làm gì, chúng ta sẽ có những cái từ lối trong một cái đoạn văn nghe cho nó trôi chảy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có first. Thứ hai chúng ta sẽ có sau đó là then. Và cuối cùng chúng ta có từ finally. Hey, cuối cùng chúng tôi đi đến đâu, đúng không? Chúng ta có một cái trình tự kể chuyện, đúng không nào? Rồi, vậy thì ở đây chúng mình sẽ là làm cái bài này cho cô nhá. Sau khi cô phân tích cho các bạn rồi thì chúng ta sẽ làm bài dưới này điền từ cho cô nha. Rồi, thì đó nội dung của bài này này. Song, listen, sing along. Nice one. À, hôm nay chúng ta sẽ có một cái game ở đây. Đó là một cái game mà tổng hợp lại tất cả từ mới và cấu trúc câu trong bài 8, chương 8 chúng mình học. Thì cô và các bạn sẽ cùng phân tích 4 cái ký hiệu câu hỏi nhá. Đầu tiên mình có hình tam giác màu xanh lá cây. Chúng ta sẽ có là where's the UK. À, Anh ở đâu thế, đúng không? Vương quốc Anh ở đâu thế, đúng không nào? Where's the UK? It's in Europe. Câu 2 chúng ta sẽ có ký hiệu màu xanh nước biển hình tròn. Where is it postcard from? It's from Cairo in Egypt. Where is it postcard from? It's from Cairo in Egypt. Câu 3 chúng ta có màu vàng hình vuông. What's the capital city of France? It's Paris. Đâu là quốc, đâu là gì? Thủ đô của nước Pháp. Chúng ta có what's the capital city of France. À, cô và các bạn sẽ ôn tập lại một lần nữa. Đó là từ thủ đô, chúng ta sẽ có capital city. Được chưa nào? Thứ tư chúng ta sẽ hỏi xem là ai đó đã từng đi đến đâu chưa? Ai đó đã từng nhìn thấy gì chưa? Thì ở đây chúng ta có một từ mới là Eiffel Tower. À, các bạn hay đọc là tháp Eiffel đúng không? Rồi, chúng ta có tiếng Anh người ta sẽ đọc là Eiffel Tower. Have you ever visited the Eiffel Tower in France? Have you ever visited the Eiffel Tower in France? Yes, I have. Hoặc là no, I haven't. Câu cuối, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có hai đội, đó là đội 1 và đội 2. Chúng ta sẽ take turns và chúng ta sẽ chơi trò này. Khi mà chúng ta sẽ được một cái ô như thế này thì mình sẽ là winner rồi, đúng không? Vậy thì ở đây, bài hôm nay cô đặc biệt lưu ý cho các bạn, đó là về phần từ mới và cấu trúc câu chúng ta sẽ ôn tập lại hết, đúng không nào? Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ có một câu khá là khó, đó là câu cuối cùng. Chúng ta có câu là bạn đã bao giờ đến thăm chưa, hoặc là bạn đã bao giờ nhìn thấy chưa, thì các bạn sẽ chú ý làm cho cô nhá. Rồi, vậy thì bài này đến đây của chúng mình đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nha. Bye bye.